Đấy, được chưa? Vậy là bài tập này mình đã hướng dẫn các bạn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Lâu lắm rồi mình đã phải quay trở lại với cái video tiếp theo của mình. Thì hiện tại thì mình công việc mình đang rất là bận nên là mình chưa thể dành thời gian để chăm sóc cho cái kênh video của mình được. Nên các bạn hãy giúp mình một cách like và đăng ký kênh giúp mình nhé các bạn nhé. Hôm nay thì có một bạn inbox cho mình nhờ mình giải hướng dẫn hộ cái bài tập này, vẽ hình này trong Windows logo. Thì mình cũng nói trước là mình sẽ giải cái bài này, tuy nhiên là thông qua cái video này thì mình muốn các bạn là hãy sử dụng những video của mình để sáng tạo, để làm cho mình những cái sản phẩm của riêng các bạn. Video của mình chỉ mang tính chất là gợi ý, hướng dẫn. Các bạn có thể dựa vào những video của mình, các bạn có thể làm lại hoặc modify, tức là sửa chữa nó đi thành những cái video của riêng, thành những cái hình của riêng các bạn, sáng tạo với nó. Đấy, video của mình chỉ mang tính chất hướng dẫn. Đấy, mình sẽ dạy các bạn cách để chúng ta phân tích những cái hình ảnh khi chúng ta làm bài tập về phần Microsoft Windows logo. Đấy, thì không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ vào cái video chính thức của ngày hôm nay, đó là cái hình này. Mình nhắc lại là các bạn hãy nhấn đăng ký kênh giúp mình nhé các bạn nhé. Kênh Thích Phá Cách và kênh của hiện tại của mình đang làm đó là kênh tin học tiểu học.com. Các bạn nhớ hãy đăng ký, hãy nhấn đăng ký subscribe kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào giải cái bài tập này. Đây, mình sẽ để cái hình này nó nhỏ lại nhé. Ok, bây giờ để vẽ được cái bài này thì đầu tiên chúng ta phân tích hình ảnh. Cái bài này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây gồm có bốn hình tròn lồng vào nhau. Tại tâm là con rùa nằm ở đây. Ở bên ngoài bốn hình tròn thì chúng ta có cái phần cánh hoa, là mỗi một cái cánh hoa được tạo bởi hai cái nửa đường tròn ghép lại với nhau. Nửa đường tròn đây và nửa đường tròn này đây. Mỗi một cánh hoa như vậy chúng ta có bốn cái cánh hoa ở bên ngoài. Còn phần tô màu thì chúng ta sẽ tô màu đen ở bên trong như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ thực hiện. Trước khi mà vẽ thì chúng ta sẽ thử, đúng không? Bước đầu tiên bao giờ chúng ta cũng sẽ thử. Đấy, chúng ta sẽ thử một vòng tròn bằng lệnh là circle. Đấy, có hai lệnh circle. Circle thứ nhất là không có số 2 đằng sau mà chúng ta chỉ có tham số là bán kính, thì nó vẽ ra một cái vòng tròn có bán kính là 60 và tâm ruồn nằm tại tâm. Tuy nhiên là đối với cái con, đối với hình này thì chúng ta sẽ phải dùng cái lệnh circle thứ hai để cho con rùa nằm ở vị trí, để con rùa nằm ở vị trí trên đường tròn, chứ chúng ta không để rùa ở vị trí tâm như thế này. Chúng ta sẽ dùng lệnh circle 2, viết liền vào số 2 vào chữ circle ạ. Và bán kính cũng là 60. Bây giờ chúng ta sẽ reset, chúng ta thử xem. Đấy, như vậy là con rùa nó chạy theo cái đường tròn chúng ta vẽ. Và cái vẽ đường tròn này chúng ta sẽ lặp lại 4 lần. Mỗi lần chúng ta quay một góc 90 độ thì nó sẽ ra cái hình mà hình như thế này. Mỗi lần chúng ta quay 90 độ thì nó sẽ ra bốn cái hình tròn lồng vào nhau như thế này. Ở đây thì dùng lệnh repeat 4 lần. Circle 2, đúng không? Bán kính là 60 chẳng hạn. Đấy, bây giờ mình sẽ enter cái lệnh này. Sau khi vẽ cái, xin lỗi các bạn, sau khi vẽ cái lệnh tròn này chúng ta sẽ có thêm một lệnh là quay rùa một góc 60 độ, đúng không? Đây ví dụ nhá, bây giờ thì sẽ viết như thế này để cho các bạn thấy là cái lệnh lặp như thế nào. Đấy, circle 260. Ok, một hình này. Bây giờ để vẽ hình tiếp theo thì rùa phải quay trái hoặc quay phải, các bạn đều quay phải, cho trái hoặc quay phải đều được nhá, 90 độ. Đấy, bây giờ mình lại circle 60, đúng không? Mình lại lặp này, mình lại circle 60, đúng không? Mình lại lặp lại này, mình lại circle 60, đúng không? Như vậy là nó quay về vị trí ban đầu, mình lặp lại. Đấy, đấy là vẽ được hình này. Thế vậy là cái vòng lặp của chúng ta gồm có hai lệnh, lệnh circle 60 và lệnh RT 90. Như vậy chúng ta đưa tất cả vào trong cái repeat. Chúng ta có repeat circle 260 RT
90. Vậy là cái cụm này này, đấy là cái cụm lặp đi lặp lại. Đấy, chúng ta thấy là cái cụm này là cụm lặp đi lặp lại 4 lần. Thì thay vì việc là chúng ta viết liên tục như này, chúng ta viết là ở đây và thêm lệnh RT 90. Thì nó cũng ra được cái hình này. Đúng không? Rồi, bây giờ đến phần thứ hai, nó là cái phần vẽ cái cánh hoa ở bên ngoài. Phần vẽ cánh hoa ở bên ngoài thì như sau, chúng ta sẽ tiến lên từ đây. Từ đây vị trí này chúng ta sẽ tiến lên đến đường kính của đường tròn này là 60 là nhân 2 là 90 đúng không ạ? À, 120 đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhấc bút lên. EU. Để tiến lên là FD 120, tức là lấy 60 nhân 2 lên để lấy đường kính lên đến đây. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ nửa đường tròn. Nửa đường tròn thì chúng ta sẽ có lệnh là ARC. Thì ARC này nó cũng có hai lệnh. Một lệnh đó là ARC mà cái con rùa nó nằm tại tâm. Con rùa nó nằm tại tâm thì thầy sẽ thử reset nhá. Reset này. Đấy, bây giờ ARC chúng ta sẽ thử nhá. ARC nó có hai lệnh ARC. ARC thứ nhất là viết chữ ARC không. Hai tham số. Tham số thứ nhất là góc. Ở đây chúng ta vẽ nửa đường tròn chính là góc 180 độ. Đấy, độ dài cung tròn thì là độ dài bán kính tức là đường tròn ta 60. Đúng không? Vì thế đang PU nhưng nó không hiện lên, bây giờ chúng ta sẽ PD. Đúng không? Bây giờ viết lại cái lệnh này. Đấy. Thì nó sẽ vẽ nửa cái cung tròn bên tay trái. Đấy. Còn đối với lệnh thứ hai là lệnh ARC nhưng thêm số 2 vào. Đúng không? Bây giờ thử số 2 vào. Thì các bạn quan sát là nó sẽ thành là đi theo, nó sẽ lượn theo. Con rùa nó sẽ lượn theo cái cung tròn đấy. Đấy, các bạn thấy sự khác biệt của hai cái lệnh này chưa? Thì bây giờ mình lợi dụng một cái lệnh này để mình vẽ cái nửa đường tròn này. Đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ viết lại cái lệnh này. Lại lệnh này. Sau đấy mình viết lại cái lệnh này. PU FD PU FD PD ARC. Đúng không? Đấy, được một nửa đường. Nửa tiếp theo chúng ta lại tiếp tục. Nửa tiếp theo chúng ta tiếp tục. Đó là chúng ta sẽ phải quay rùa sang bên phía bên này đúng không, để vẽ đường cong tiếp theo đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng lệnh là quay trái nhá, vì nó quay sang bên này mà. Đúng không? Quay trái 90. Đấy, xong chúng ta lại gì? Lại ARC. Đấy, xong lại quay trái 90. Xong lại ARC. Bây giờ đến cánh tiếp theo thì chúng ta lại quay trái 90 thì đúng không? Quay trái 90 này. Đấy, quay ra đây. Ok, nó sẽ vẽ thế này. Đấy. Rồi chúng ta lại quay trái 90 này. Đúng không? Chúng ta lại vẽ cái hình này. Đấy, các bạn thấy là đấy, cái điều này được lặp đi lặp lại đúng không? Nào, quay này. Lúc này là quay 180 này. Lần nữa này. Đúng không? Lặp lại này. Đó. Giờ lặp lại này. Rồi, lặp lại này. Bây giờ sẽ thao tác. Trước hết là các bạn phải xem thao tác lặp đi lặp lại đã, rồi tí nữa chúng ta mới viết vào vòng lặp đúng không? Rồi, quay trái 90 này hai lần này, đó. ARC này. Quay trái 90 này, ARC này, đó xong. Được chưa? Giống cái hình này chưa? Thế bây giờ cái việc lặp đi lặp lại này mình không phải viết như này nhiều như này mà đúng không? Mà bây giờ chúng ta sẽ viết vào trong một cái vòng lặp giống như này đây. Bây giờ chúng ta sẽ đếm nhá. Bây giờ mình đấy, thế thì mỗi khi mà chúng ta bấm reset á thì cái câu lệnh repeat này đấy, vẽ được hình này này thì mình sẽ đưa vào trong một cái thủ tục cho nó nhanh. Tí nữa mình chỉ gọi thủ tục ấy ra thôi. Bây giờ thủ tục thì các bạn muốn xem thủ tục như nào thì các bạn hãy xem những video trước của mình đã hướng dẫn các bạn viết thủ tục rồi đấy, để cho các bạn đỡ phải viết lại những cái câu lệnh nó như này đúng không. Ta sẽ reset nhá. Bây giờ mình sẽ viết này exit. Đấy, bên trong đúng không? Bên trong của chúng ta là chúng ta chia thành hai bài toán này thành hai phần bên trong này. Bên trong gọi là nhụy hoa đúng không? Đấy, bây giờ hãy tưởng tượng cái hình này, các bạn học tin học các bạn hãy có những cái trí tưởng tượng phong phú lên một chút. Đây, nhìn cái này giống bông hoa đúng không? Đây là phần nhụy hoa này, bên ngoài là còn cánh hoa này. Người ta sẽ đặt tên là nhụy đúng không? Rồi, nhụy này có cái gì ạ? Đấy, PD đúng không? Trước khi vẽ là phải PD, sẽ copy này. Đấy. Nhụy thì chúng ta sẽ viết là đấy. Trước khi đó thì chúng ta PD xuống để cho nó vẽ.
đặt bút xuống nó vẽ. Rồi chúng ta thử nhá. Nhụy này. Đó, nó ra hình này luôn. Nhụy xong rồi chuyển cái con rùa lên trên luôn đúng không? Chuyển ở chỗ nào thì chúng ta quay lại cái lúc nãy. Đây, PUPD đây, PU này, FD120 này. Đúng không? Đó, bấm medal này sửa này. Sau khi vẽ hình này xong thì chúng ta đưa con rùa lên trên đây luôn. Rồi. Rồi tôi viết lại. Nhụy. Các bạn nhớ là nhụy xong thì cái về lệnh PU chúng ta đang còn nên là nó sẽ không vẽ đâu nhá. Các bạn tí nữa các bạn phải PD đấy, trước khi vẽ hình các bạn phải PD. Thế bây giờ chúng ta cứ gộp hai cái này lại thành một cánh hoa đúng không? Một cánh hoa thì chúng ta sẽ vẽ đường thứ nhất, quay rùa trái một góc 90 độ vẽ hình thứ hai đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ viết exit cánh đúng không? Bây giờ mình sẽ có thủ tục cánh là bắt đầu đặt bút xuống. Chúng ta sẽ có ARC2 180 độ, đơn vị là 60 đúng không? Sau đó LT 90, lặp lại cái này 2 lần, repeat 2 đó, 2 lần mà repeat 2 lần. Bóng hoặc vuông, bóng hoặc vuông. Thứ nào, bắt đầu vẽ cánh nào, enter đấy thì nó ra đây đúng không? Sau thì cái cánh này được lặp lại mấy lần, 4 lần, mà mỗi lần cả chúng ta lại phải quay rùa một góc t 90 độ đúng không? Vậy ta có thủ tục thứ ba là chúng ta sẽ viết thủ tục thứ ba xuống dưới nhá. Tu này, bắt đầu từ khóa bằng tu này, tên thủ tục thì là 4 cánh này đúng không? N này, 4 cánh chúng ta sẽ lặp lại 4 lần, repeat. Chúng ta cứ chia nhỏ bài toán ra 4 lần. Đấy. À, đầu tiên là cánh đúng không? Sau đấy thì LT90 nó sẽ ra được luôn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ reset thử nhá. Đầu tiên là nhụy này. Nhụy này đúng không? 4 cánh này. Đấy, xong. Rất là nhanh luôn. Thế bây giờ phần tô màu thì sao? Phần tô màu thì chúng ta sẽ xét màu đen sau đấy tô thôi. Ở đây chúng ta nhớ là cái tâm con rùa ở đây thì chúng ta chỉ lên đến bốn vị trí của cái tâm của cái hình tròn, bốn hình tròn này chúng ta tô thôi. Thì đầu tiên chúng ta có cái lệnh là tô màu đúng không? Là exit, à xin lỗi, tô màu. Đấy, các bạn dùng tiếng Anh cho nó chuyên, nhìn nó chuyên nghiệp các bạn ạ. En tô màu đúng không? À, chữ fill này hình như là trùng cái từ khóa đấy các bạn ạ. Nên là các bạn sẽ phải dùng là fill box đúng không? Tô cái hộp cho nhìn cho nó chuyên nghiệp, tiếng Anh cho nó chuyên nghiệp. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đưa con rùa về vị trí ban đầu là vị trí xuất phát đúng không? Đặt bút xuống. Đấy. À không, không nên đặt bút xuống các bạn ạ. Ở đây chúng ta sẽ set PC, đó là set bút, set màu tô, set flat color đúng không? Flat. Này là set flat color liền vào nhau. Khi mà về home á, đâu rồi cái fill box này này, khi mà quay về home thì mình sẽ phải có một lệnh là nhấc bút lên, nếu không thì con rùa nó sẽ gì, sẽ để lại vết. Đấy, bây giờ fill box fill home nào. À, các bạn biết vì sao không ạ? Bởi vì nó là lệnh home đúng không? Lệnh home thì nó sẽ chống ngược cái con rùa quay về bên đầu. Đấy, cho nên mình không dùng lệnh home mà mình quay về nhà mà vẫn để nguyên hướng là lệnh gì các bạn có nhớ không ạ? BK ngược lại đúng không? Để giữ nguyên hướng của con rùa. Mình dùng lệnh BK giữ nguyên hướng của con rùa. Đấy. Thì đấy là cái cách xử trí trong những tình huống mà mình làm nó không bị chật khớp các bạn ạ. Đấy, kể cả mình khi mà mình làm thì mình cũng phải thử rất nhiều lần thì mình mới thành công được. Đấy, thì các bạn làm bài mà các bạn cũng phải, trong quá trình mình làm mình cũng phải thử chứ đúng không? Không thể nào mà tự nhiên mình ngồi mình làm bùng phát mình làm đúng được luôn các bạn ạ. Đấy, mình phải thử đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ làm lại cái phần này. Nhụy 4 cánh đúng không? Đấy, mình làm để mình biết cho nhanh. Bây giờ mình làm cái động tác là fill box.
Đấy thì nó sẽ tô lên cái màu luôn. Đấy các bạn chỉ thay cái màu đen mà thôi. Thay vì màu đỏ thì bây giờ mình làm màu đỏ, các bạn làm màu đen. Bạn nào mà thích đậm thì chúng ta sẽ xét thì khi mà vẽ hình nhá. Trước khi vẽ hình thì mình có một cái thủ tục là đây này. Đúng không? Hay mình tách ra cũng được, mình tách cái ai viết khi mà viết cạnh nhá, mình viết cạnh nhá. Thì mình có thể dùng set. Còn các bạn có thể tô màu cho cánh bằng cách là set PC màu số 79 đi đúng không? Để cho chúng ta có màu khác để vẽ cái cánh. Rồi chúng ta có lệnh là set pen size. Một vuông nó một vuông, có hai cái sam số ở trong, nét hàm giống số ở trong thường là giống nhau, nét nét đậm nét nhạt đấy, nét đậm đấy các bạn ạ, 10 10 chẳng hạn thì nó sẽ đậm lên. Đấy, vị này. Đó, các bạn thấy không? Là bốn cánh này. Đấy, nét nó đậm không? Bạn thấy những nét đậm không? Tô màu này, Xbox này. Đấy. Đây là các bạn thay số vào cho nó chính xác hơn. Đấy. Thế bây giờ vấn đề là cũng một bài tập như này nhưng mà tham số mình không thích là cái hình này nó là 60, mình vẽ cái mình sẽ tổng hợp tất cả cái hình này vào trong một cái thủ tục đó là tu vẽ hoa chẳng hạn, en đúng không? Mình sẽ tổng hợp tất cả vào đây là nhụy này. Sau đấy đến bốn cánh này, đúng không? Sau đấy đến fuse box này. Đấy. Rồi, ok. Thì xin mình vẽ hoa là xong. Vẽ hoa. Nha, mình vẽ hoa nha. Đó. Các bạn thấy nét vẽ không? Nét vẽ nó đậm lên nào. Nét vẽ nó đậm là do cái gì ạ? Do cái lệnh này này. Đấy. Do cái lệnh này này. Đấy. Các bạn có thể đặt cái lệnh này ở chỗ nào để phù hợp với khi mà mình vẽ như thế này. Thế bây giờ mình muốn là cái hình này không phải là 60 nữa mà kích thước nó to nhỏ tùy ý thì mình cho tham số vào. Đấy, ví dụ cho tham số vào nhá. Ở đây là đang gì ạ? À, mình đang vẽ cái nhụy là 60. Bây giờ mình sẽ thay cái số 60 này bằng một số K. Là bán kính của đường tròn, đúng không? Mình sẽ thay cái số 60 bán kính đường tròn bằng K. Thì chỗ này mình sẽ thay là lấy K nhân với 2 là gấp đôi lên đúng không? Nhụy thì là như thế, K lấy ở đâu thì mình sẽ có K ở đây. Nhụy K bao nhiêu? Mình sẽ xét pen size này là về vị trí ban đầu 33 thôi các bạn ạ. Nhìn nó đẹp không có lạnh. Vì đầu tiên bao giờ mình cũng nhụy cho nên là mình sẽ đưa cái set PC này vào cái mình cần vẽ phần nhụy trước đúng không? Đây này. Đấy, mình cắt cái phần này đi, mình bỏ vào cái nhụy, nhụy đâu? Nhụy. Để cho khi mà chúng ta xét 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 sau khi tùy biến nhụy xong thì mình đến cái mục là vẽ cạnh cánh, vẽ cánh thì mình thay cái số này vào tham số ARC này cố định rồi đúng không, bán kính mình sẽ thay này bằng K. Đấy, mình sẽ thay này bằng K. Đấy, bây giờ mình sẽ vẽ hoa nhụy là nhụy K, nhụy cánh K không có K thì mình tham số K có gì đâu đúng không? Đấy, cái chỗ này thì mình cái phần tô màu á thì FD60 thì mình FDK. Nhớ là trong trước biến thì chúng ta có dấu hai chấm nhé, để sử dụng biến số thì các bạn nhớ là thêm dấu hai chấm. Mình gộp bằng vòng lặp repeat lồng ở đây. Repeat 4 đúng không? Lồng luôn ở đây cho nó dễ viết, không các bạn lại hình dung không được. Đấy. Sau khi mình LT90 đấy, đóng ngoặc lại đấy. Thì bỏ phần cánh bốn cánh này đi đúng không, bỏ phần bốn cánh này đi, như vậy là chúng ta đã có cánh rồi đúng không, cánh rồi bây giờ chúng ta chỉ cái vẽ cánh thôi, vẽ hoa K nhụy này, K K thì nhập vào cánh K đúng không? K nhập vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nhá. Vẽ hoa bao nhiêu? Vẽ hoa 50. Ra không? Đấy, các bạn thấy chưa? Nó ra luôn cái hình. Đấy, hoặc là các bạn lại thích to thì các bạn lại cho số to lên. 70. To nữa, đúng không?
tô màu thì các bạn, thầy nói rồi, tô màu thì các bạn thay số vào màu sắc từ 1 đến 0 đến 15, chúng ta có 16 màu, thay số vào màu chỗ nào thì chỗ này này, set flat color màu này, đó, chúng ta thay màu thành màu màu khác đi, màu 14 đi, xem nó ra màu gì, đúng không? Vẽ hoa 70 đó, màu 4 nó ra màu này này các bạn này, đấy màu đen này, không nhớ, màu nếu mà là màu đen thì nó là màu màu không à, nếu tôi nhớ không nhầm đấy, được chưa? Như vậy là bài tập này mình đã hướng dẫn cho các bạn. Thì ở bài học này các bạn, thầy nhắc lại là các bạn học cách tư duy, học cách chỉnh sửa, học cách biến đổi cái bài tập để cho nó tăng cái tính tư duy của các bạn lên, chứ không phải là các bạn đem cái bài của mình các bạn copy rồi các bạn làm giống hệt đấy. Thế là như thế là gọi là, cái gọi là sao chép đấy. Còn mình gì, mình học, mình mang ý tưởng của mình đấy, mình nhờ hướng dẫn của thầy mà mình tạo ra những cái hình nó hay hơn của các bạn, tùy các bạn, đấy mới gọi là học, đúng không? Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, hãy nhớ đăng ký subscribe kênh của mình nhé các bạn nhé, để ủng hộ kênh của mình nhé, hai kênh các bạn ạ, đấy, kênh kênh hiện tại là tin học .com và kênh Thích Phá Cách. Tới đây mình sẽ tạo thêm một cái kênh mới là kênh Sợ Tiếng Anh để dạy tiếng Anh cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, chúc các bạn thành công.